con thích. Năm nay con 8 tuổi, con học trường tiểu học Mường Khai. Sở thích của con là bóng đá. Rất là rõ ràng, nhưng mà thứ nhất là cô không cần các con để con thương cô nhé. Cô không phải giáo viên rồi nhá. Đây là con giới thiệu cho cả xe biết, chứ con chỉ cần nói là con thương cả xe là được rồi nhá. Không phải con thương cô rồi nhá. Ở dưới nào.